chương trình radio Gửi Người Tôi Thương, chủ đề Câu Chuyện Bên Bàn Trà. Gã ăn mày. Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu người khởi nghiệp thất bại, có biết bao nhiêu người thất nghiệp không tìm được việc làm, và có biết bao nhiêu người tốt nghiệp xong không tìm được công việc đúng chuyên môn mà mình đã học. Điều này là do đâu? Đó chủ yếu đều là do họ không định vị được vị trí của bản thân mình. Một vị doanh nhân giàu có nhìn thấy một người đàn ông quần áo cũ rách bán bút chì ven đường. Thấy vậy, vị doanh nhân thương tình bèn bỏ lại cho người đàn ông $1 rồi vội vã rời đi. Đi được vài bước, vị doanh nhân chợt nhận thấy mình làm như vậy là không ổn, liền quay lại chỗ người đàn ông bán bút chì, nhặt lên vài cái bút, đồng thời xin lỗi và giải thích rằng ông ta vừa nãy quên không lấy bút, mong người đàn ông bán hàng đừng để bụng. Cuối cùng trước khi rời đi, vị doanh nhân này còn nói rằng: anh và tôi đều là doanh nhân, anh có hàng để bán, hơn nữa đều có giá trên mỗi sản phẩm. Một thời gian sau, trong một bữa tiệc tối với những người bạn, một nhà doanh nhân ăn mặc lịch sự đã tới bắt tay vị doanh nhân giàu có kia và tự giới thiệu: có thể ngài đã quên tôi, và tôi cũng không hề biết tên của ngài, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên ngài, bởi ngài chính là người đã khiến tôi lấy lại sự tự trọng và sự tự tin. Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ là một tên ăn mày bán bút chì ven đường cho đến khi gặp ngài, và chính ngài đã nói cho tôi biết rằng tôi cũng là một doanh nhân. Vị doanh nhân giàu có kia cũng không hề ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản của mình đã khiến người đàn ông khốn khổ đó tái lập sự tự tin, đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như hiện giờ. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy làm người ai cũng mong muốn mình có được sự tôn trọng, và khi người bán bút chì nghèo khổ đó thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn sự tôn trọng, thì vị doanh nhân giàu có kia lại tôn trọng anh ta, giúp anh ta tái lập lại lòng tự trọng, lấy lại được sự tự tin, không còn tự hạ thấp bản thân mình nữa, và từ đó đi đến được thành công. Lời nói đưa người đến thành công: có sự tự tin, được tôn trọng. Lời nói đưa người đến đau khổ, suy kiệt. Bạn hãy lựa chọn cho mình một lời nói để đối diện với cuộc đời. Không làm được trụ cột của xã hội thì chúng ta hãy là một con ốc vít chắc chắn, đừng mù quáng hùa theo đám đông để chôn vùi cá tính của mình. Đừng để những thế tục bao phủ trái tim, đừng để sương mù che mắt, và đừng để bóng tối đưa bạn xuống vực thẳm. Hãy nhận ra chính mình, tự định vị cho bản thân, và vì mơ ước và vươn xa. Hai bát mì. Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách lạ. Người cha bị mù, người con trai đi bên cạnh ân cần dìu cha. Cậu con trai trạc chừng 18-19 tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng.
nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người con có học, dường như cậu vẫn đang là một học sinh. Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi, cậu nói to: "Cho 2 bát mì bò. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường phía sau lưng tôi, khẽ nói với tôi rằng chỉ làm 1 bát mì có thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu tôi hơi thắc mắc, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hóa ra cậu ta gọi to 2 bát mì bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy. Tôi đoán cậu không đủ tiền, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười thông cảm với cậu. Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay 2 bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển 1 bát mì bò đến trước mặt cha thương yêu chăm sóc. Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi. Cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ. Rồi cậu ta tự bưng 1 bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm, đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau ông mới gắp chúng được 1 miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. Ăn đi con ăn nhiều thêm 1 chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mở đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là người con trai không hề cản trở việc ông gắp thịt cho mình. Anh điềm nhiên nhận miếng thịt, rồi anh lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về bát mì của cha. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. Ông nói, cái quán này thật tử tế quá, 1 bát mì mà biết bao nhiêu là thịt. Ông rất cảm động. Đứng bên cạnh họ, tôi chợt thấy tim mình thắt lại. Trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng cái móng tay, lại mỏng chẳng khác gì cái xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha. Cha à, cha ăn mau đi, bát của con đầy ắp rồi, không biết để vào đâu nữa. Ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò là bổ dưỡng lắm đấy con ạ. Hành động và lời nói của 2 cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn 2 thực khách đặc biệt. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên 1 đĩa thịt bò thơm phức. Bà chủ đưa mắt ra hiệu nói, đặt lên bàn của 2 cha con. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc. Bàn này chỉ có mỗi 2 cha con cậu. Cậu ta vội vàng hỏi lại, anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thêm thịt bò. Bà chủ dịu dàng bước lại chỗ họ. Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán. Đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. Cậu con trai mỉm cười không hỏi gì thêm, cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát của người cha. Sau đó phần còn thừa, anh cho vào trong 1 cái túi. Chúng tôi âm thầm quan sát 2 cha con ăn xong, tính tiền, rồi dõi mắt tiễn họ ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu dọn bát đĩa, chúng tôi bỗng nghe cậu kêu lên khe khẽ. Hóa ra bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy xếp gọn, vừa đúng với giá tiền của 1 đĩa thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng. Sưu tầm, gửi người tôi thương. Chương trình đến đây là kết thúc.
Hẹn gặp lại chương trình lần sau.